Một ngày làm con nít thì sẽ như thế nào? Ai chứ Gen là mong chờ cái thử thách này lâu lắm luôn rồi đó nha. Làm con nít phải nói vui, phải biết luôn á. Ước gì mình có một vé quay về tuổi thơ để chơi hết trò này đến trò kia. Chơi xong cái trò vượt chướng ngại vật thì bây giờ mình qua đây chơi với thú cưng. Bé Bưởi nhà mình hôm nay là đi xuống vận động tắm nắng rất là vui luôn. Bây giờ mình chạy qua mình đu xích đu nè. Mà Gen chợt nhớ ra là có một trò ai cũng thích, đó chính là săn bảo bối. Giờ chơi rồi, Frisbee thôi. Bên trong mỗi lốc sữa Frisbee thì sẽ có ngay một mật mã. Sau khi mà các bạn đã lấy mật mã này thì vào ngay trang web frisbee.vn, nhập mã may mắn mà các bạn sưu tập này vào ngay cái ô này nha. Nhập xong thì nhấn xác nhận. Wow, vậy là Gen đã nhận được một điểm tích lũy bảo bối. Bạn nào mà may mắn hơn thì sẽ được nhận một vòng quay thần kỳ, thì có thể trúng ngay những bảo bối đến từ Frisbee. Còn bạn nào mà nhận được điểm tích lũy như Gen thì đừng có buồn nha, bởi vì 12 điểm tích lũy là các bạn đã được nhận ngay hộp bút phát sáng, 30 điểm là được nhận ngay ba lô kéo tay phản quang của Frisbee. Nhanh tay sưu tập quà xịn, giờ chơi rồi, Frisbee thôi.